ngày 8 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã tiếp và làm việc với công ty cổ phần Nhà Quốc gia Hàn Quốc NHO và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho rằng lãnh đạo tỉnh luôn coi trọng và tích cực tham gia các sự kiện liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các hoạt động giao lưu với Hàn Quốc. Bến Tre luôn chủ động, tích cực hội nhập quốc tế nhằm tìm kiếm cơ hội giới thiệu quảng bá cơ hội, tiềm năng, những lĩnh vực cần hợp tác giữa Hàn Quốc với Việt Nam nói chung và tỉnh Bến Tre nói riêng. Lãnh đạo các sở ngành tỉnh đã thông tin các lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên mời gọi đầu tư, các lĩnh vực thủy sản, chế biến dừa, trái cây, du lịch, dự án đầu tư và kinh doanh, hạ tầng khu, cụm công nghiệp. Ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng Trung Nam cho rằng, Bến Tre còn dư địa lớn cho nhà đầu tư. Tương lai Bến Tre sẽ có hệ thống đường bộ, đường thủy và cả đường sắt mở ra cơ hội cho nhà đầu tư. Ông Nguyễn Tâm Tiến gợi ý, công ty cổ phần nhà quốc gia Hàn Quốc nghiên cứu đầu tư khu đô thị Hàn Quốc tại Bến Tre. Đồng thời, công ty cổ phần nhà quốc gia Hàn Quốc cùng với Trung Nam đầu tư nhà máy sản xuất rượu Soju Hàn Quốc hương Dị dừa tại Bến Tre. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam cho biết, Bến Tre rất quan nghênh chào đón các doanh nghiệp Hàn Quốc đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu tư kinh doanh tại tỉnh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trần ngọc tam giao sở xây dựng và sở kế hoạch và đầu tư làm đầu mối tiếp tục kết nối với nhà đầu tư hàn quốc trong thời gian tới